Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 4 đến ngày 5 tháng 4 vừa qua, theo hệ thống quan sát không gian của Nga, cho thấy trái đất có một sự tăng đột biến trong trường điện tử. Trường điện tử này có tác dụng bảo vệ bầu khí quyển trái đất khỏi hoạt động phát ra từ mặt trời mà có thể tác động thảm khốc đối với tầng ozone của trái đất. Điều thú vị ở đây là sự tăng đột biến trường điện tử của trái đất lại trùng khớp với sự kiện thiền định diễn ra vào đúng ngày hôm đó. Hệ thống quan sát không gian của Nga, nơi chuyên ghi lại cộng hưởng Schumann, cường độ cộng hưởng này tăng lên mức cao nhất trong ngày hôm đó, nghĩa là nó tác động mạnh tới hệ thần kinh và hành vi của con người, cũng như ảnh hưởng tích cực tới sức khỏe sinh học của nhiều loài động thực vật. Trong thời gian này, họ đã tổ chức ngồi thiền. Những lý do mà các nhóm đưa ra bao gồm cầu mong hòa bình thế giới và tạo ra thay đổi tích cực đối với dịch bệnh virus corona Vũ Hán. Họ nói họ đã ngồi thiền tại nhà của mỗi người với khoảng 2 triệu người cùng tham dự và họ cảm ơn tất cả mọi người trên toàn thế giới đã ủng hộ và mang theo tình thương và trí huệ trong cuộc hành trình tập thể tuyệt vời này. Chúng ta hãy khoan bàn về góc độ họ theo tôn giáo hay trường phái yoga nào. Qua phát hiện mới này có thể kết luận rằng thiền định đối với mỗi cá nhân mỗi người là rất tốt cho sức khỏe. Theo viện nghiên cứu Hertzmark, cơ thể con người cũng có một từ trường, với trái tim là nguồn phát ra trường điện tử mạnh nhất cho cơ thể. Trong đại dịch này, còn ngại ngần gì mà không thực hành nó? Mở một bản nhạc nhẹ trước giờ đi ngủ hoặc khi thức dậy và ngồi thiền theo thời gian chúng ta có thể ngồi. Tĩnh tâm, bình an sẽ đến với quý vị và chắc chắn chúng ta sẽ có một giấc ngủ ngon và công việc hiệu quả trong một ngày mới. Những chia sẻ vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Khỏe Tự Nhiên. Ha ha ha,